trước, nhưng mà lần đầu tiên gặp vỡ mộng chị. Ông này ông vô duyên mà biến thái lại sao. Trời ơi, cái vế đầu vô duyên là lấy ai là biến thái. Biến thái thì uống nước thì đi một đoạn, ông ấy bảo là dừng lại, em hút thuốc. Ông quay sang ông bảo em là em làm điếu rồi được thối mồm. Bạn có cảm giác là hồi hộp, có run sợ gì không ạ? Hơi có. Thế còn chú rể thì sao? Em thì bình thường. Tụi em là ở miền Bắc đúng không? Vâng ạ, em bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Vậy hả? Thời tiết khác, tối hôm qua ngồi sáng nay ngủ dậy thì thấy mất giọng. Tụi em ở Hà Nội là ở đâu? Em quê Thanh Hóa, lấy chồng Phú Thọ. Em là Phú Thọ à? Dạ vâng, em Phú Thọ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Rồi mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Phan Đức Minh, đến từ Phú Thọ. Năm nay em 27 tuổi. Em đang công tác tại một ngân hàng. Thế còn em? Em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi. Bây giờ bắt đầu kể cho anh nghe coi hai người lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu, như thế nào? Năm 2009 ấy, và em có tham gia cái trang web đấy là trang web kết bạn. Thì em vào em thấy ông này mặc cái áo trắng sau đeo kính râm, trông cũng già già rồi, làm cái status là buồn ơi tới là khóc đây, nghe xến xẩm em bảo khóc ơi tới là khăn mùi xoa đây. Thế là ông ấy dính quân quay sang chat chip với em, sau xin số điện thoại. Lúc đấy bắt đầu làm quen đấy. Chat chip thì ông ấy họ hỏi em sinh năm bao nhiêu, thì em bảo em sinh năm 87, thế ông ấy bảo em là anh sinh năm 85. Đó là dòng thứ nhất. Thế là em mới gọi bằng anh, nếu mà biết sinh năm 89 thì chắc là em nách rồi, em không nói chuyện với trẻ con. Nhưng mà lúc nói chuyện em thấy là nói chuyện chững chạc không? Dạ vâng, nói chuyện chững chạc, và còn bảo là anh đang đi làm rồi, mà trong khi đấy là ông đi học. Hay lùa tiếp, anh hay đi công tác Hà Nội lắm. Thế em mới bảo là thế chắc là chín chắn rồi ấy. Thế em mới tiếp nói chuyện. Khi mà biết cái tuổi thật của cổ như vậy rồi thì em thấy như thế nào? Cô nói cô là cái mùi xoa. Cô nói là cái khăn mùi xoa cho em đó. Thực ra là khi em để cái status trạng thái như thế thì em thấy cảm thấy bình thường thôi. Là buồn ơi tức là khóc đây, tự nhiên nó vào nó bảo là khóc ơi tức là khăn mù xoa đây, để lau nước mắt cho mình. Mình cảm thấy nó rất là buồn cười, thì mình bảo cô bé này nói chuyện được đấy, thì là mình bắt đầu nói chuyện với vợ em bây giờ. Còn đến hôm em nhớ hôm đấy là hôm 30 tháng 8, vâng, thì ông ấy tự nhiên gọi điện cho em bảo là em đang đâu đấy, anh mới đi uống nước. Nhưng mà lần đầu tiên gặp vỡ mộng chị, ông này ông vô duyên mà biến thái lại sao. Trời ơi, cái vế đầu vô duyên là lấy ai là biến thái nữa. Ôi, anh hỏi em nè. Dạ. Ủa trời, em tỏ thái độ gì mà cô ấy nói em biến thái? Lúc đó thì em vẫn đang có bạn gái rồi, lên mạng chat chít tán gẫu với các cô gái khác thôi, không ý đồ gì. Ủa vậy có gì đâu biến thái nhỉ? Không, thì em kể tiếp. Cái hôm mà ông ấy xuống, ông ấy Hà Nội, ông ấy gọi em đi chơi đấy, lần đầu tiên gặp thì em bảo thôi phải lịch sự và ăn ha mặc đàng hoàng để tránh người ta hiểu lầm về mình. Thì em chơi nguyên đồ đen giống như chị bây giờ, nhưng mà em sâu vin, đi đôi guốc cao 7 phân với cả 1m65, phải hơn 1m7 đấy. Thế là em bước ra chỗ hẹn ông ấy, ôi giật mình với ông mặc nguyên cái quần bò bó sát, 1m59 cái tí kì à. Ông ấy còn 49 cân, tôi không được như bây giờ đâu. Nó bé xíu, em bảo trời ơi, em bảo bị lừa rồi. Thế xong rồi ông ấy nhìn em, ông bảo em mới ra ông cao thế. Chả nói cái gì cả, ôi vui sao ông cao thế. Hốt hoảng luôn đó. Thế xong rồi ông ấy ngồi trên cái xe Novo nó to ấy chị. Em bảo thôi đúng là chanh đặc kích rồi. Chanh đặc kích. Nghĩa là chanh bím họa đấy. Thế xong rồi đi uống nước thì đi một đoạn, ông ấy bảo là dừng lại em hút thuốc. Ông quay sang ông bảo em là em làm điếu rồi được thối mồm. Em sợ hôm đấy luôn, em bảo là thôi thằng này cũng là chú vô duyên nhất trên đời luôn rồi. Anh có cái kiểu mời bạn gái hút thuốc bây giờ thối mồm luôn. Thì em phải nhắn tin cho em gái em là mày gọi chị về đi, thì chị gặp phải cái thứ giờ hơi rồi. Thế là em gái em bảo là thôi cứ đi rồi thì cứ cố gắng đi. Cho nó có lịch sự, rồi uống nước xong rồi về không muộn đâu. Thế nó ở tỉnh khác xuống chắc không dở trò gì đâu. Thế là em với thôi miễn cưỡng đi. Đi đến quán cà phê thì bạn bè ông đông lắm. Em bảo thôi chết rồi. Trời ơi, em sợ rồi. Thôi xong. Bạn bè ông ấy toàn người cao to không giống ông ấy đâu chị ạ. Thì vào trong đấy thì xuất hiện hai cô gái. Mà cô ấy trông mà buồn buồn. Thế ông ấy quay sang ông bảo em bảo là
em ơi em làm giả người yêu cho anh với. Cô này là cô người yêu cũ của anh ngày xưa này. Nhưng mà cô ấy vẫn cứ muốn níu kéo anh mà anh không còn tình cảm nữa. Thôi được rồi, đắng. Thế em ngồi xếp vào sau cho ông cầm tay em. Ông cầm tay em giới thiệu với bạn kia là đây là Thảo người yêu anh, bọn anh yêu nhau được 3 tháng rồi mà trong khi nó mới gặp xong ấy. Thế không hiểu sao lúc đấy em cũng nhập vai, em cũng đóng chuẩn lắm. Như thật thôi. Diễn xong vai đấy xong rồi 2 ngày sau bọn em yêu nhau. Hai ngày sau. Tại vì chị không biết đâu, lúc trên đường trông biến thái vậy thôi, nhưng vào ông nói chuyện lịch sự mà ông hát hay lắm. Nhìn gần mặt lại thấy mũi cao, xong mặt tròn tròn xinh xinh, nhiều răng ngày đấy chưa đen giống bây giờ đâu. Thế rồi em mới thôi kết. Rồi sau khi mà cưới về có gì vui không? Dạ cưới thì cũng phải khó khăn mới cưới được ạ. Tại vì lúc đấy là em đi làm rồi mà chồng em đang còn đi học. Hai vợ chồng em có cái tính là cứ sang nhau là cãi nhau. Tại vì em cũng ghen mà anh ấy cũng ghen. Mà một người ở Phú Thọ, một người ở Hà Nội thì khoảng cách nó xa, và tốt nghiệp phát là lại xa nữa rồi. Thế bảo là thôi bây giờ xin cưới đi. Nhưng mà xin cưới thì bố mẹ chưa cho, tại vì anh ấy đang còn bé quá, sự nghiệp chưa có. Anh ấy bảo với em là bây giờ cứ xa nhau là sẽ chia tay cho bố xem. Thế xong rồi quyết định là sống tử với nhau, là mình chơi cái chiêu mà hạ sách cuối cùng. Hạ sách nhất là hạ sách đó. Có em bé bác sĩ bảo cưới thì là phải cưới thôi, cưới thôi. Thì bố mẹ sẽ đồng ý, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng có thật. Cứ là em bé mấy tháng rồi thì là khi mà báo ra gia đình biết, trong đấy em hơn 1 tháng rồi. Thế là bố mẹ chồng bảo thôi bây giờ nó đã yêu nhau như thế rồi ấy, gia đình đồng ý cho cưới. Trời ơi, bây giờ nếu ví dụ như cho thời gian nó quay ngược lại á, thì tụi em nghĩ là tụi em có dùng cái hạ sách đó nữa không? Thế em nghĩ như bây giờ mình qua lại thực tế thì em cũng không dùng nước. Đừng bao giờ nên dùng cái gọi là cái không dùng. Hạ nhục sách kế đó, nói chung là không. Em có xui em chứ em có đồng ý đâu. Em bảo là không được đâu, nếu như mà có thì dỡ may mà bố mẹ vẫn không đồng ý thì là em là người chịu thiệt đấy. Em bảo thế đó, anh ấy cứ bảo không sao đâu, em hiểu tính mẹ anh rồi, chắc chắn là được. Cho dù ông bà cha mẹ mình có thông cảm đi chăng nữa, chưa chắc gì là tụi em gọi là đến với nhau rồi mà tụi em bền vững. Bởi vì sao? Lúc đó quá bồng bột. Ví dụ như bạn này còn đang đi học mà trụ cột gia đình mà đang đi học nữa. Đúng không? Đúng ạ. Rồi sanh con ra, nếu mà gia đình hai bên không vững về kinh tế mới có thể hỗ trợ thì đúng là tụi em lại cãi nhau to. Bởi vì nói chung là đừng bao giờ mấy bạn học tập theo các bạn này. Mấy bạn trẻ. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái giai đoạn là sau khi cưới nhau, các bạn có vỡ mộng gì về nhau? 2 năm đầu thì rất là hạnh phúc, rất là ok. Đến 3 năm sau bắt đầu mâu thuẫn. Về vấn đề gì? 2 năm đầu thì vợ chồng cũng rất là hạnh phúc. Đến năm thứ 3 thì bắt đầu vợ em lao vào kinh doanh. Kinh doanh bán hàng qua mạng thôi, nên là bận bịu suốt ngày. Thân em thì em cảm thấy là mất cái sự quan tâm đi của vợ đi. Vợ em thì lại hiểu là không thông cảm cho vợ, để vợ đang kiếm tiền. Về thời gian sinh học là thay đổi hết. Trước thì vợ em dậy sớm lắm, là dậy là lượt quần áo cho chồng đi làm, là chỉn chu, nhìn là rất lịch lãm lắm. Nhưng đến cái thời điểm cái năm thứ 3 đấy, vợ em kinh doanh thì là sáng thì tự làm lấy hết. Trước thì cũng có hỏi là chồng ăn gì không, bây giờ chẳng hỏi gì. Đi làm xong chiều về nhà thì cũng chả thấy ra vợ ra đón nữa. Về nhà cứ thấy đang cầm cái điện thoại mới vào máy tính, cứ bấm 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 suốt, thu la thu lu một chỗ là trả lời khách, tư vấn khách. Lúc đó em cảm giác sao, em cứ muốn bỏ đi cho rồi. Đừng có, đúng không? Vợ ở nhà hậu phương vững chắc mà chả thấy vững chắc cái gì cả. Về nhà chán ấy. Thế rồi sao? Thế là trong lúc đấy thì vợ em kinh doanh thì nhiều gặp khách cũng khó tính. Vợ đâm ra là giận cá chém thớt, cũng giải qua ra cáu chồng. Chồng nói được câu rồi vợ nói lại 2-3 câu. Càng nói càng tức. Tức là mâu thuẫn cao điểm là có vấn đề mà giống như là em thì bị hàng xóm người ta nói là con này nó lừa thằng này có bầu cưới rồi, em đã ghét, em đã ghét rồi, em đã bị cái đấy rồi. Thế xong rồi còn bảo là con này nó ăn bám mình chồng. Thế em mới bảo thôi bây giờ kệ chồng đi, mình phải kiếm tiền, mình phải độc lập đã, để cho trẻ mất cái tiếng ấy đi đã. Thế là xong rồi em nói với chồng, nhưng mà chồng cũng không hiểu lắm cho em đâu, không chịu thông cảm cho em đâu. Thế cứ càu nhàu thôi, phải dí mặt vào điện thoại thế rồi hay chỉ trích em đấy. Thế em tự ái cũng cao mà ông ấy cũng có tự ái chứ. Hai vợ chồng thì ai cũng muốn đối phương hiểu mình mà cuối cùng chẳng ai hiểu ai. Thế là đâm ra chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh mất 1 tháng đấy, rồi xong cuối cùng ông ấy đòi ly hôn. Dạ vâng, ông ấy bảo là anh chán phải sống này lắm rồi. Nhưng em nói gì em cũng như nước đổ đầu vịt ấy, thì em không còn tôn trọng anh nữa, thì là anh ấy viết đơn ly hôn. Rồi em sao? Vâng, thế hồi xưa mà trước khi cái chuyện này thì cũng có, em cũng có ly hôn mấy chuyện linh tinh, với cũng cãi nhau rồi đòi ly hôn, nhưng mà lúc đấy là em chưa có tiền. Em bảo bỏ chồng thì là mình chết đói. Chết. Thế bây giờ em bảo mình làm ra tiền rồi, bây giờ không muốn sống với mình thì mình đi thôi. Thế là em ký luôn. Ký luôn hả? Vâng, ký luôn. Đơn thì vợ ký lúc đấy ký luôn.
Lúc em đi làm, lúc đấy là chiều về thì thấy bé con đi rồi. Ừ. Đấy. Nhưng mà em viết là ý là em muốn thử hay là em muốn thiệt? Dọa em. Dọa mà cũng thật đấy, lúc gì sau quá trình quá như thất vọng rồi là làm liều rồi. Dạ. Rồi. Đến đâu thì đến ấy, lúc đấy như thế. Và nhưng mà lúc đấy em thật là em đang căng quá, không nghĩ được. Vâng. Rồi không cái lúc đó em bế con đi đâu? Dạ lúc đấy thì em mới chia con ra. Cho anh mường lớn, em mường bé. Em bế con đi thì trên đường thì con đã bị ốm. Tự nhiên thấy con ốm thế em mới sợ quá. Em phải đi vào bệnh viện luôn. Đưa con một mình xay tay sách nách mang đấy làm thủ tục cho con. Xong rồi đủ chuyện cho con thì khóc. Thì em mới nghĩ lại những cái lúc mà có chồng đấy, ấm áp á. Con nó ốm thì hai vợ chồng cùng chăm này. Có chuyện gì cũng giúp đỡ nhau. Tự nhiên mình thành cô độc quá mà cái chuyện dẫn đến như này nó không đáng. Không đáng đúng không? Thế rồi em mới sụp xuống, em mới khóc. Thì em mới lôi điện thoại ra mới thấy khoảng 20 mét của gọi nhỡ của chồng đấy. Lúc đấy thì về cảm thấy thương vợ thương con quá là gọi liên tục, vợ không nghe máy. Nhắn tin vợ không nhắn lại như là lúc đấy rất là sợ. Thế rồi rồi lúc đấy em thấy em buồn lắm. Thế xong rồi em mở ra em thấy bảo em ơi em về đi, có chuyện gì không đừng làm anh lo đấy. Thế rồi em thấy tủi thân quá, em bảo khóc u ở sảnh bệnh viện đấy. Xong rồi khóc xong phát nhắn tin bảo cho con, em cho con đi khám bệnh, bây giờ em về. Em về hai vợ chồng nhìn nhau bảo thôi ổn rồi. Thế bỏ qua cho nhau đi, xong rồi sẽ thay đổi. Trong quá trình mà tụi em có những cái mâu thuẫn như vậy, có lúc nào trong đầu em á suy nghĩ đến một người phụ nữ khác không? Dạ không ạ. Còn em thì sao? Ôi em thì từ khi gặp anh này thì em đã xác định là chỉ có sống chết với anh này chứ không mơ tưởng. Nhưng đến anh này anh ấy chiều em lắm. Ông này ông nhỏ con nhưng mà bé nhỏ có võ. Bằng chứng là trên tay anh cầm cuốn sách nãy giờ. Dạ. Anh không biết cuốn sách nữa là cái gì. Dạ, ông ấy là cảm hứng của tất cả mọi câu chuyện của em mà chia sẻ trên mạng xã hội đấy. Thì em có một trang cá nhân là chuyên chia sẻ những câu chuyện gia đình mà mọi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng em đều chia sẻ ở cái góc độ hài hước đấy. Và sau đấy thì đã được tập hợp thành một cuốn tự truyện hai vợ chồng. Và tức là có nhà ý tặng chị hay là vì em thấy cái nội dung của cuốn truyện này nó giống cái chương trình của mình quá. Vâng, câu chuyện này chỉ cần một người hiểu em trong đời, hiểu em trong đời. Vâng. Thảo Xù. Dạ. Là biệt danh của em. Rồi bây giờ có một cuốn gì cho ai? Thứ nhất là anh cũng nói luôn, anh là về kinh nghiệm sống anh rất ít. Cái thứ hai là về hôn nhân anh cũng mới, thấy không? Cái tình trường của anh chị lại cần một cái gì đó nó thanh xuân một chút. Buồn quá. Cảm ơn em. Cái này sơ suất của em đáng lẽ ra là em phải anh nói vậy thôi nhưng mà về anh sẽ đọc xong rồi anh cho chị Vân mượn. Không có đâu, chị nhờ Thuận photo lại cho chị. Em yên tâm. Không, anh muốn đọc. Xong chương trình này em sẽ gửi cho chị Hồng Vân một cuốn khác ạ. Rồi, cảm ơn hai em rất nhiều. Thế các bạn bây giờ là quá hiểu nhau. Và những cái sự gì đó nó khổ đau cũng đã trải qua rồi. Em đi bây giờ em có một cái điều mong muốn ở Minh thay đổi thì đó là điều gì? Thực ra thì em tham gia chương trình này cũng chỉ muốn là được mặc váy cưới là một này. Để với cả là muốn hai vợ chồng ôn lại kỷ niệm cùng nhau thôi. Chứ thực ra thì trong con mắt em thì anh ấy đã quá hoàn hảo rồi. Vâng, trừ chiều cao thôi. May là gen của em trội, hai bé ở nhà cũng cao. Thế rồi. Em thì sao Minh? Cái mong muốn của em thì anh cũng cảm ơn bố mẹ và anh chị em bạn bè là ủng hộ cái việc là vợ chồng đến với nhau. Bây giờ cuộc sống đến hôn nhân như này là rất hạnh phúc rồi. Và chị mong như thế đấy ạ. Trời, chị thì chị thấy vậy nè. Với các bạn trẻ thì những cái thật như thế này á, ở trong cuốn sách này, câu chuyện của các cặp vợ chồng này, các bạn sẽ tìm ra được những cái kinh nghiệm để tự mình rút cho bản thân của mình. Chương trình chỉ biết là trước hết là cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Thứ hai là chúc hai bạn lúc nào cũng định hướng được cái cuộc sống tương lai của gia đình nhỏ của mình và định hướng cho các con. Xin chào. Trước hết là phải chúc mừng cô dâu đã nè, đúng không? Bây giờ mình được tiếp xúc rất nhiều những cô dâu đang thai nghén, nhưng mà hôm nay là baby này á, là thấy có vẻ là già tuổi nhất đó. Trước tiên xin hỏi là em bé là được bao tháng rồi? Dạ bé của em được 7 tháng rồi ạ. 7 tháng? Được rồi, bây giờ trước tiên thôi xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em là Phạm Trường Giang, năm nay 32 tuổi. Còn em? Dạ em thì em tên là Trang, năm nay bố chồng. Năm nay vợ mới 30 à? Thôi 29 đi. 29. Tính cho lẻ. Thế Giang là làm nghề gì? Dạ em làm kế toán á. Kế toán. Vâng. Còn Trang? Dạ em trước đây thì em làm nhân viên kinh doanh. Nhưng mà sau khi có duyên gặp với cả anh Giang này thì... Về làm ô sin cho em. Về làm ô sin Giang hả? Giang và Trang này gặp nhau trong một cái trường hợp đặc biệt nào không? Dạ thực chất ra là cũng nhờ đài. Đài? Đài ta này. Là HTV này đấy, tổ chức cái chương trình là Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng em đã quen nhau. Bạn Muốn Hẹn Hò. Vâng.
Và với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đó là một chương trình mà cũng được quay tại phim trường này. Đúng rồi. Dạ. Đúng không nào? Vâng. Thế thì cái cảm giác của Giang và Trang khi mà là khi quay trở lại với phim trường này thì hôm nay thì cảm giác như thế nào? Cũng rất là cảm ơn ekip của chương trình đã sắp xếp được, chắc là đưa được cái gạch đầu dòng của em với cả gạch đầu dòng của chồng em cộng lại để mà ra được cái gọi là hòa hợp với nhau. Và cái cảm xúc của các bạn như thế nào? Gặp nhau là có sấm sét liền không hay là không? Không thôi. Chị đừng nói nghe nó phúc phải. Sao 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 Trang? Trang có vẻ như chung em đẹp trai thế này không thể nào là anh bảo anh đẹp trai nhưng mà thật sự là lần đầu em gặp anh là em không ấn tượng. Đúng rồi. Dạ vâng. Bọn em là không có ấn tượng. Chắc là như vậy. Vậy hả? Rồi sao lại đến với nhau? Mấy anh em ở chỗ đơn vị em làm ấy thì bảo là chú cũng đến tuổi rồi. Thì là thôi đi tìm một cái máy giặt chạy bằng cơm. Thì em cũng cố gắng quyết tâm. Đấy, viết CV ngắn 3 chữ, quyết tâm lấy vợ. Quyết tâm lấy vợ. 4 chữ rồi chồng. 4 chữ chết. Đấy. Sau 1 tháng sau là em lên quay. Anh em là mổ lợn rồi các thứ, cái tiền mổ lợn có khi phải bằng cái tiền mua máy giặt. Thằng Trang sao? Dạ không, giờ thì có thêm cái gối ôm để cho mình gác chân gác tay nữa chị. Ồ, tức là mỗi người mỗi lời một cái hiện vật đó ha. Một người thì máy giặt chạy bằng cơm. Dạ vâng. Một người thì có gối ôm mà không có tốn tiền đúng không? Khỏi phải đi mua. Dạ. Rồi sau cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì đến bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Khoảng độ gần 2 tháng thì tụi em kết hôn với nhau. Thời gian hẹn hò là nó kéo dài đâu được có 1 tháng thôi. Trong cái thời gian mà quen nhau á, thì là có khó khăn gì không? Cũng có một chút khó khăn từ bên phía gia đình. Nhà em thì mẹ em đi xem thì mẹ em bảo tuổi của hai đứa nó cũng không hợp. Rồi lấy nhau không thuận lợi cũng sẽ có gặp khó khăn này nọ. Còn thêm nữa là anh Giang thì ở trong cùng thành phố với em. Thì mẹ em có công tác ở đài truyền hình thì lại cũng là có duyên làm sao thì cũng có một số anh sinh sống cũng gần ở quê của Giang thì lại cũng cùng công tác với mẹ em. Các anh sau khi mà biết là em có đang quen với anh Giang thì có nói với mẹ em một câu là cô ơi, cô bảo con Trang nó đừng có quen thằng Giang nó vội, cứ từ từ đã có. Lý do. Mẹ em nghe xong em hái. Không, mà lý em... do gì? Tại ngày xưa anh ấy đi học, anh ấy quậy quá. Nên là nó vẫn là ấn tượng lại trong đầu của những anh hoặc là các bạn ở dưới ấy. Đã bị cái tiếng tâm như vậy thì em làm sao thuyết phục được ba mẹ của Trang để mà em làm đám cưới với Trang? Em cũng nói rằng là ai cũng có quá khứ, mỗi tuổi nó mỗi một cái khác nhau, cái nhận thức khác nhau. Thế thì bây giờ chúng con lớn rồi thì bố mẹ cho chúng con được tìm hiểu nhau rồi thì chúng con tự có chịu trách nhiệm với bản thân bởi vì chúng con lớn rồi chứ không phải thì mẹ vợ em gật đầu đến rục cái sao. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa quen với nhau trong cái thời gian nó quá là ngắn ngủi đúng không? Dạ. Là khoảng được 3 tháng hả? Được 2 tháng không? Được 1 tháng chị ạ. 1 tháng, với lại 1 tháng biết nhau đúng không? Thì thành ra là 2 tháng. Thì chắc là rất là thú vị khi mà lấy nhau đúng không? Khám phá từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Cái cảm giác nó là tinh khôi đúng không? Tôi cảm giác đến là nguy hiểm chị ạ. Cái đấy gọi là đánh cược với số phận đấy chị ạ. Em vừa đi vừa dò dẫm, biết đâu trượt chân cái thì mình đau. Đấy cho nên là... Mình nề đánh cược. Đúng rồi, cái đấy gọi là năm ăn năm thua, được ăn cả. Rồi thì bây giờ hồng là 8 tháng rồi chị. Trời, em thấy cuộc sống gia đình thì trông em bây giờ cũng chững chạc ra phết. Là lấy nhau xong là tụi em có tin vui luôn. Dạ vâng, cái đấy là cũng là may mắn quá gì nữa tại rồi, vì rồi bây giờ trong 8 tháng đó thì em có vỡ mộng gì về đấng ông chồng này không? Tương đối ạ, nếu mà gạch thì cũng chắc sơ sơ 1-2 trang A4 gì đấy. Trời ơi. Đâu em kể đại khái đi. Hai vợ chồng cũng đôi khi giận dỗi nhau về cái chuyện bạn nọ bạn kia của ông xã. Vì lý do là trước đó là quen nhau, ông ấy nói mọi chuyện nghe rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường. Khi mà về với nhau rồi thì mình mới thấy có nhiều vấn đề nó nặng hơn. Nhiều bạn gái không? Các cô trước là em nuôi, em xa, em gần thì em chưa đo được. Các loại em gái nuôi. Dạ vâng, ồ, chị mà nói các loại thế là không biết anh có giật mình không đấy. Chị không biết giật mình hay không, chị thấy tráng lấm tấm mồ hôi kìa. Thật ra thì em cũng có một số lần nhắn tin với cả bạn gái cũ. Vợ em cũng biết, đâm ra là có cái vấn đề là ghen. Nhưng mà... anh hỏi nè, cái mức độ ghen của vợ em như thế nào? Vợ em thì ghen rất chi là tri thức. Gọi chồng ra ngoài quán cà phê, nói chuyện, rồi bắt đầu mổ xẻ vấn đề. Làm rõ góc cạnh xong được thì chúng ta về, còn không được thì cứ ngồi đây nói đến lúc nào được thì thôi. Mà nói cái gì? Nói cái gì? Em là không chấp nhận, em nuôi hay là như này như kia. Đấy, mà đã cắt đứt là cắt đứt hết. Thà cắt một lần cho đau. Đấy, vợ em bảo thế. Nhưng bây giờ là chồng em còn các loại em gái nuôi không? Em không biết nữa. Rồi, ngoài cái chuyện em nuôi ra thì
ông chồng này còn đặc xấu gì nữa không? Không thích ông xem là lúc mà ông nhậu xong rồi thì ông ấy cũng hơi nóng tính. Có nghĩa là em không thích chồng em đi nhậu. Dạ. Nhưng mà cụ thể là nóng cái gì? Về vợ mà nói một hai câu như nào đấy thì em bật lại, làm cho vợ nhiều khi buồn. Em nói thật là vợ em nhiều khi ghen là hay khóc. Mà bây giờ bé có ở trong bụng mà buồn thì nó ảnh hưởng. Nên nhiều khi em cũng không làm chủ được. Em nói nó hơi mạnh mồm một chút. Nói sao? Mày tao. Ừ, mày tao sao? Và mày không thương mày thì mày phải thương con nó ở trong bụng chứ. Suốt ngày mày khóc thế thì sau này con nó ra làm sao? Nó buồn, và mắt chảy xệ giữa. 7 tháng vừa qua em có khóc nhiều? Dạ không, công vụ là mình bực mình thôi. Thực ra là tủi thân rồi khó chịu thì nó hay vậy rồi. Và lúc mà chồng kêu mày như thế thì sao? Tại hai đứa thì tính cũng hơi gọi là hơi nhí nhố một chút. Không như những cặp đôi khác thì sẽ anh em tình cảm nhiều lúc. Thì bọn em cứ hứng lên trêu nhau rồi là cũng... Bọn em gọi nhau thì nó bằng những cái từ phải nói là thật sự nguy hiểm. Đấy. Nhiều lắm. Con Oxin hoặc là con Diệm. Bạn ấy vợ vừa mới make up trang điểm lung linh xong, chồng nhìn vào nói luôn một câu con ma điên. Chị chỉ thấy là chồng kêu như vậy thôi, còn có khi nào rồi vợ kêu chồng như thế nào? Gọi anh là heo thôi. Bây giờ anh đang hỏi em là cái tật xấu của vợ. Ghét nhất là tắm cho vợ. Tắm cho vợ. Thật ra đợt mà mẹ em vô ấy, cụ có ở nhà hai đứa thì lúc đấy phòng tắm có một, thế là thôi bảo là mẹ ở ngoài chúng con vào tắm luôn cho nhanh. Thế là từ hôm đến giờ là cứ không có em thì hắn không tắm, thế là thôi thành ô xin cho hắn từ cái lúc đấy. Đợi em nó khổ thế, nhưng mà đúng ra thì 4-5 ngày đầu thì em cũng tắm cho nó phải nhẽ, nhưng mà về sau nó thành quen rồi. Như kiểu mình bây giờ cầm cái vòi hoa sen xịt cho con lợn nái. Khổ thế đấy chị ạ. Nhưng mà đến bây giờ thì thực chất ra có bầu rồi thì mình lại cảm giác như mình như người cha. Tắm cho con nít kể ra cũng sướng chị ạ. Vâng, đấy ạ. Chồng tắm kỹ không? Hên xui nó theo tính, theo kiểu cái hôm là ông vui á thì ông sẽ tắm, đúng rồi, ông tắm cẩn thận. Còn hôm nào mà ông tắm qua loa. Hôm nào ông mà đi về ông bực bực cái mặt ông xị xuống thế này, xong rồi cầm cái bông tắm, xong rồi cái mặt nó rất là bất hợp tác, rất là khó chịu. Cái tâm thế nó không thoải mái là em chỉ có cầm cái vòi hoa sen thế này, kỵ như kiểu ủa đấy nghe nè, hỏi vậy chứ những lúc mà chồng em đi công tác đi vắng người em có tắm không? Dạ cũng hên là từ bữa cưới nhau đến giờ thì chồng em chưa phải đi công trường xa. Nhưng mà em phải tính đi chứ, chồng em bận đột xuất thì không lẽ giờ em ở giờ không tắm. Không, ở chắc ở chỗ gần nhà em có mấy ông hàng xóm. Ôi đáng yêu ấy. Vâng. Đằng xấu đâu đáng yêu mà. Rồi gì nữa? Cứ đòi hôn em ấy. Tối ngủ em đã buồn ngủ rồi, cứ phải làm cái trách nhiệm là phải hôn cái rồi mới ngủ. Hôn xong tỉnh rồi còn đâu nữa mà ngủ. Kích thích cái não được còn đâu nữa mà ngủ được nữa. Em không thể hiểu được đấy. Giờ Giang mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thật ra thì vợ em chắc chẳng cần phải thay đổi gì nữa đâu ạ. Xấu đi càng mừng, đi ra ngoài đường thì không ai thèm nhìn. Còn nhà Trang muốn Giang thay đổi điều gì? Chồng bớt nhậu đi, tại vì thực ra nhậu thì em cũng thấy về sức khỏe thì nó cũng không tốt. Chị thấy vậy nè, thực ra tụi em hiện giờ đang quá là viên mãn, quá là hạnh phúc đi. Gặp nhau trong một cái chương trình là chương trình truyền hình thực tế đúng không? Đó, rồi là đến với nhau rất là nhanh, một thời gian chỉ có 2 tháng trời thôi. Và bây giờ là được 8 tháng mà tụi em rất là hạnh phúc trong cái cuộc hôn nhân này. Đó là một cái điều vô cùng may mắn, tại vì thường á mình không có thời gian mà tìm hiểu nhau nhiều. Như nãy tụi em tính là hên xui đó, 50-50 đó đúng không? Thì bây giờ tụi em được hết rồi còn gì đó. Xin chúc mừng hai em nha. Xin cảm ơn hai em rất nhiều. Em sao nét phu thê vậy trời? Nhìn vô cái nhìn trang nhau à. Ai cũng nói vậy hết á. Dạ. Sao phu thê dữ vậy trời? Con là Tú, con năm nay bước qua đầu U3 rồi. Ba mươi cô, con 93. Công việc hiện tại sao em? Em kinh doanh tự do anh. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà. Con đang làm trong mảng dịch vụ khách hàng. Dạ, năm nay con 29 tuổi. Dạ. Có thời điểm quê của Hà thì ở đâu? Dạ, em ở đây, con ở đây luôn ạ. Con ở đây. Dạ. Như vậy là chắc chắn là phải gặp ở đây. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng rồi, tụi con học cấp, trung cấp 3. Cấp 3 là dạ. Nửa năm cấp 3 là con học ở đây. Con là thì ngày đó là con lớp con là tuyển D, còn lớp bạn cũng là tuyển D. Đâm ra hai lớp nó sẽ gọi là có một cái điểm chung nào đó.
là ít nam. Tôi có tham gia chung cái đội văn nghệ đó. Xong rồi không biết là vì cái tình huống gì mà con lại chơi chung một cái nhóm bạn nữ. Bốn đứa thì ba bạn kia toàn là hot girl hết, hoa khôi của trường hết. Xong lọt một con dịch vô trong cái một cái bài thi Nga. Thì tụi con tham gia văn nghệ, thì lúc đầu là tụi con tham gia đội hát. Thì anh này á, ảnh hát cũng khá là hay nên ảnh được phụ trách cái đội đó. Thì khi ảnh được phụ trách phân công lời cho các bạn mới á, thì ảnh chỉ phân công lời cho ba bạn kia thôi. Ảnh không có đếm xỉa gì tới con hết. Là thứ nhất là mình đã cảm thấy rất là ghét rồi. Tại sao mà phân biệt đối xử một cách và gọi là lộ liễu như vậy. Đó, thì mình cũng đã không thích anh này rồi. Thì sau này tự nhiên anh này ảnh lại cua được một trong ba con thiên nga kia. Đó, thì mình lại càng thắc mắc nữa. Mình bảo tại sao một cái ông mà vừa lùn vừa mập như thế này mà lại quen được một cô quá là xinh đẹp. Thì có nghĩa là bây giờ cô muốn dừng ở chỗ này là ấn tượng đầu tiên của con về chồng của con là không ưa. Không đúng ưa. Không? Dạ. Lùm. Đó. Vừa xấu mà vừa vô duyên vừa, nữa cô. Vừa vô duyên, vừa xấu, vừa lùm. Chỉ được cái không hát hay. Ưa. Không, không con cũng không công nhận là hát hay luôn. Tại vì mình đã ghét rồi cô. Công nhận được giờ mình không? Đã ghét rồi là cái gì cũng không thấy vừa ý hết. Rồi, rồi bây giờ rồi tới chồng nè. Cái ấn tượng đầu tiên của con khi con gặp vợ con. Thực sự là cái ấn tượng đầu tiên đó là ưa hay không ưa? Không, con bình thường, con thực sự là thật lòng là con bình thường. Tại vì ngay lúc đó con cũng chưa ký gì với ai hết, với ai hết á. Tại vì đơn giản lần đầu tiên được phân một trách nhiệm gọi là cho đàn em, thì mình kiểu mình cũng làm hết. Con thấy là bạn này cao, ủa dáng cao thì hợp đội múa. Hồi đó còn ốm, hai vợ chồng còn ốm. Hợp đội múa sao tự qua đội hát làm gì trời. Cô Vân phải hiểu là giữa ba con thiên ngài không bao giờ nó sẽ thấy con vịt nữa. Nên là không bao giờ để ý tới con. Thì bởi vậy bây giờ đó cô mới nói là bây giờ ấn tượng của con đối với vợ con là bình thường. Không ghét, không thương, không gì cả đúng không? Không, thấy hơi chảnh luôn. À hơi chảnh. Mình có cái ác cảm giống như ai gọi là ai liếc mình là mình mất giác, mình quay lại. Cái ác cảm này nó cũng vậy đó cô. Tự nhiên hơi gượng gượng á. Dạ đúng rồi. Kiểu sao mà yêu nhau được hay thiệt chứ. Thường thường nó hay vậy chứ. Trong phim cũng vậy mà. Nói vậy Hà nói trước đi, sau khi mà cua được con thiên nga rồi đó. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì tụi con cũng không quan tâm anh này cho tới khi năm lớp 11 á. Thì nhà ảnh có biến cố nên ảnh phải về Quy Nhơn. Thì bạn gái của ảnh thì lại đi du học. Đó thì tụi con vẫn học lên tới tận năm 12. Thì anh này ảnh học đại học, ảnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh ảnh học. Thì lúc đó ảnh lại nhắn tin với con. Ảnh bảo là ảnh không liên lạc được với lại cô bạn kia. Thì nhờ là con có thể liên lạc được với lại bạn kia hay không, vì bạn đó bây giờ đang du học ở Úc. Thì con cũng có liên lạc với bạn, nhưng mà bạn bảo là bạn cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Nên là con thấy anh này cũng tội nghiệp. Ảnh cũng than vãn là sau cái thời gian xa mặt cách lòng đó thì là chia tay, nên là cũng tâm sự với nhau. Thì tâm sự một hồi xong tự nhiên ổng đeo theo con luôn. Ổng đeo theo con luôn, mà ổng đeo một cách rất là dai dẳng, rất là gọi là bất chấp thủ đoạn luôn á cô. Mặc dù là con đã nói là con không có thích ảnh, con không thích, nhưng mà cứ mỗi lần ổng chạy xe tới nhà con mua đồ ăn cho con á, con bảo là thôi em không có thích ăn đâu, anh đi về đi. Tại vì không phải cái gu người của con mà mình cũng đã có ác cảm từ trước rồi. Con cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lầy vậy luôn á cô. Nghĩa là thấy ok. Muốn làm để thể hiện. Đúng rồi. Không làm ghê lắm cô Vân. Ổng con có một cô bạn gái ngồi cạnh bàn á, mà mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó, tại vì con không có cho chở đi học. Mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó, chở bạn đó đi học, chỉ để bạn đó xách hai phần đồ ăn sáng vào chia cho con một phần. Xong thậm chí là con có cảm nắng một bạn nam ở trong lớp, ảnh mua cái đồ ăn cho bạn nam đó luôn. Anh bảo là ảnh gửi cho cái người mà Hà thích. Đó là ảnh tấn công tới cái mức như vậy luôn á cô Vân. Đó rồi xong rồi cuối cùng là con bây giờ cô hỏi thiệt là vốn liếng con bỏ ra bao nhiêu tiền để mà con cua được nhỏ này? Không, cũng nhiều chứ bây giờ nhiều ạ. Thấy là mua đồ ăn là mua một hơi hai ba phần mua luôn, cho cô bạn kia mua luôn cái người bạn mà cô bé là cảm nắng luôn đó. Một phần á thực sự là lúc đó là con đi làm thêm rồi, mà cái lúc đó con kiểu cũng thực sự là cũng hơi bất chấp á. Đâm ra mấy thằng bạn con, như mấy thằng bạn con có một thằng bạn thân cũng ở miền Trung luôn, nó chơi thân tới con tới bây giờ cứ lâu lâu nhắc lại tao vẫn nhớ thời đó, không biết sao mày cứu quân Hà tú. Tao cũng biết nữa. Hào thiệt chứ. Hào cái không? iPhone luôn cô Vân. Thì cũng do là lỗi của hắn. Đúng không? Mới đầu á coi như cái gần bên cái của mình thì không chịu
không nhận ra. Không nhận ra để rồi ở đâu xa xôi dịu dợi á, nói chung quay lại thì phải có bài học chứ, phải trả giá chứ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Bài hát không cho người ta hát làm chi. Rồi có nghĩa là bao nhiêu lâu thì con bị hạ gục? Em trao cái nụ hôn đầu tiên của con lần này là khi nào? Tụi cái hôm mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi. Thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe. Con bị té xe thì con gãy tay. Thì đó là coi như là phải nghỉ học quá cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cua gái luôn mà cô Vân là biết cỡ nào luôn. Không phải, tại cái đó là nó đó là quà, gọi là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi xiển xiển. Cứ ngày này qua ngày khác, cái một hôm mình đang ngồi mình chơi điện thoại vậy đó, cái ổng hôn một cái là coi như mất nụ hôn đầu tiên luôn, mà không có cho, không có gì hết, chưa đồng ý gì hết luôn. Thế là răng luôn đó. Dạ. Xong rồi thì tụi con cứ ở vậy với kiểu cứ quen biết qua lại với nhau, chứ không có bao giờ nói tỏ tình là em đồng ý hay cái gì. Dạ. Tại vì lúc đầu thì con cũng không đồng ý đâu, nhưng mà ảnh tấn công ghê quá, xong rồi cái người mà con cảm nắng ảnh tấn công người ta luôn. Thế đâm ra là giờ con cũng hết sự lựa chọn rồi. Hết sự lựa chọn rồi. Cứ ai tới là ổng cứ phải hả đánh đòn phủ đầu trước. Sau một thời gian ảnh dùng khổ nhục kế như vậy thì bao lâu thì thực sự trái tim con bắt đầu yêu ảnh, yêu thực sự á? Con cái là bà cũng không biết luôn. Dạ con cũng không biết nữa. Thì tụi con cứ ở với tụi con cứ quen sống nhau á. Trong cái cảm xúc dạ dạ cứ trời. Vậy xong rồi tới một ngày cưới. Dạ học tới một ngày đám cưới nó ly kỳ lắm á cô Vân. Thầy bói coi con cưới. Người ta con là bác sĩ kêu cưới đúng không? Con là hai vợ chồng con là thầy bói kêu cưới. Con vẫn không, trong đầu con vẫn không nghĩ là con sẽ cưới anh này đâu. Con cứ nghĩ là thôi cứ quen nó đi, sau này khi nào mà có một người tốt hơn thì con sẽ cưới. Thế nhưng mà một ngày là cái Tết năm đó là con đi coi bói sau Tết với lại chị của con. Thì khi tụi con đi vào coi bói thì ông thầy bói nó bảo là cái tuổi của con là nếu như năm nay không cưới lễ thì sẽ ế hoài luôn mà không làm ăn được. Mà lúc đó là tháng 3 rồi cô Vân, tháng 3 rồi. Mà hết năm thì đâu còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bây giờ đâu còn sự lựa chọn nữa cô Vân. Cũng còn có duy nhất sự lựa chọn này là kêu cưới là sẽ cưới liền. Đúng không thợ săn thôi. Lúc đầu cứng đầu cô. Coi ba người ai cũng phán không. Con ngay chốt nhớ là ông thầy bói cuối cùng là con lại con đi chung. Ông phán không? Ông cũng hơi xéo sắc thế. Mày không cưới nó mày ở cả đời. Ông phán một câu xong rồi còn... em có nghĩ ông thầy bói đó là người nhà nó cài vô luôn. ba người đi coi đều là ba người bạn cài vô hết cỡ cái chuyện mà chạy bộ dắt xe chỗ đó còn dám làm không, nghĩa là giống kiểu mà em cảm thấy anh Tuyên, nghĩa là mưu mô cỡ nào mà tới một lúc sự duyên á nó tới là nó tới. Mà tôi con làm nhanh chóng lắm. Ông thầy bói vừa tháng 3 vừa mấy câu cưới cái là con về con nói anh này là cưới lẹ đi. Không là không làm ăn được đâu. Sợ hết cả đời. Là tháng sau con cầm nguyên một cái sổ nhà con á cô Vân. Con đi cầm ngân hàng để con xây nhà. Tại con ở với mẹ con ở trong một cái nhà cấp 4 thì không có đủ phòng. Là con cầm nguyên một cái sổ ngân hàng. Tháng 4 con cầm sổ ngân hàng con đi vay mấy trăm triệu con xây nhà. Xây nhà xong tới kịch vừa đưa tháng 10 á là đi chụp ảnh cưới, đi thuê đồ thuê các thứ tháng 12 cưới luôn. Làm róc rẽn vậy trong vòng đúng 1 năm xây nhà. Dạ xây nhà xong rồi chuẩn bị đám cưới trong vòng đúng 1 năm để mà sợ là qua năm sau ế cả đời á cô Vân. Nên là phải cố gắng làm trong năm. Sau đám cưới thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết. Dạ không, nó không giống như thầy bói nói. Thầy bói bảo là hai đứa này cưới nhau sẽ làm ăn rất là được. Con bé này nó có cái đầu, thằng này nó không có cái đầu nhưng nó có cái tay. Thì hai đứa này gộp vô là sẽ được một con người hoàn chỉnh nên là làm ăn được. Nhưng mà nó không có, ổng nói sai. Tụi con cưới nhau về á thì nói chung là cái nhà thì là của mẹ con cho. Thì đứng tên ngân hàng cũng là con đứng. Thì làm thì tụi con có trả ngân hàng nhưng mà hầu như là tụi con ít được cái sự phụ trợ từ bên nhà chồng á, thì sinh ra cho chồng có một cái tâm lý là bị thua kém. Chồng con cứ muốn là phải kiếm tiền thật nhanh để cho bù đắp lại cho vợ á, để thấy vợ cũng vất vả. Thì ảnh mới bắt đầu đi làm ăn. Và cuối cùng là những cái chuyện mà ảnh làm ăn á, thời gian đầu thì nó ổn. Nhưng thời gian sau là nó bị vỡ lỡ hết. Thì ảnh thì lại rất là sợ con biết. Cực kỳ sợ luôn. Ảnh giấu hết hoàn toàn. Ảnh cứ đi vay đầu nọ, ảnh đắp vô đầu kia. Cứ đắp dần dần như vậy á. Tới một ngày nó thành một cái số tiền rất khổng lồ.
mà con thì không biết, mình vẫn cứ thấy là ô mình đang làm ăn được lắm, tại vì con một cái đứa rất là tự tin vào bản thân, làm ăn, con làm ăn cái gì con cũng thấy suôn sẻ trôi chảy hết, nên là con quyết định là sinh em bé luôn nè. Rồi sinh xong một bé xong thấy dễ thương quá, quyết định là sinh bé thứ hai liền năm sau luôn. Thì vừa mới phát hiện là sinh bé thứ hai xong là biết anh này đổ nợ, bởi vì anh không thể chi trả được cái số tiền mà anh ráng rồng khoảng thời gian dài luôn á. Dạ đúng rồi, anh ráng rồng khoảng đâu 3-4 năm và nó cứ nhân tiền nhân lên, mà cuối cùng là số nợ đâu khoảng 800 triệu. Là đổ lên đầu con cái ngày mà con vừa mới phát hiện là có tin vui em bé thứ hai xong là con bị choáng váng luôn. Xong nhưng mà tại vì cái thời điểm đó thì tụi con kinh doanh cũng khá là ok, tụi con mở được mấy quán ăn lận. Thì mình vẫn cứ nghĩ là thôi thì bây giờ mình tiết kiệm lại một chút xíu để mình trả cái số nợ đó. Thì con lại cầm sổ nhà con lại đi vay thêm để con trả trước cái số đó và con trả dần dần. Nhưng mà bắt đầu dịch ập tới, tất cả các cái quán mà tụi con làm là bị dẹp hết hoàn toàn luôn. Và tự nhiên là cô Vân biết là một đứa thì mới có 1 tuổi, một đứa thì ẵm trên tay, mà sáng nào người ta cũng tới đòi nợ hết. Tới đòi nợ chửi bới om sòm, xong tới ngân hàng gọi điện đòi. Rồi tới ảnh cứ vay đầu nào ảnh đắp đầu kia, mà tất cả thể loại cho vay nặng lãi là con gặp qua hết luôn. Sáng gọi điện là bên những cái bên đòi nợ gọi điện thoại là đòi tiền vậy đó. Rồi con thì khóc, rồi người ta tới nhà đòi tiền, rồi hăm dọa các kiểu. Con phải chịu đựng trong vòng mà một thời gian là coi như khoảng khoảng một năm rưỡi tới hai năm á. Thậm chí là lúc mà bầu rất là to nha cô Vân, tháng 12 rồi mà vẫn phải cố đi làm xong đi ra quán bán, một mình bán thì anh này anh phải đi kiếm công việc ở chỗ khác, thì con một mình con phải gồng, con làm một lúc á hả 30-40 con gà, tại hồi đó tụi con bán gà. Rồi ôm cái bụng bầu mà gần sinh rồi, còn 1 tháng nữa sanh rồi, mà ôm cái bụng bầu để mà làm, rồi giao hàng cho shipper đi lên đi xuống cầu thang mấy bận vậy đó, một ngày đi cả 100 lần đi lên đi xuống cầu thang, tại làm ở trên đó cô Vân, xong rồi giao hàng cho shipper ở dưới, là rất là mệt luôn, nhưng mà vẫn ráng gồng được cho tới khi là dịch bùng nổ là con không thể gồng được nữa. Rồi bằng cách nào để mà có thể trang trải được cái món nợ sao đó? Có thể vượt qua được? Lúc đó tụi con căng thẳng lắm, tại vì giống như là mình cảm thấy là một cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu mình và mình cực kỳ ghét chồng mình. Mình bảo là tại ảnh mà mình mới như vậy, tại vì con thì trước giờ vẫn tự tin mình là một người mà bước ra đường với hai bàn tay trắng vẫn có thể làm nên gia sản, nên là khi mà gặp ảnh ảnh làm như vậy á, mình cảm thấy rất là bực bội. Nên là ảnh thì lại bị một cái áp lực là gia đình vì mình mà phải giằng xén, rồi con nhỏ, rồi nhiều cái con cái nó cũng phải hy sinh nữa. Thì ảnh cũng cứ bị áp lực về cái tâm lý á. Nên cô Vân biết sao không? Ảnh cứ đi về nhà, ảnh đi ra ngoài đường thôi, ảnh đi về nhà là cãi lộn, đi về nhà là chửi lộn, đập chén bát không còn một cái nào. Tụi con sắm một cái phòng ngủ toàn nội thất mới, nhưng mà cái bàn thì bị sứt đâu 3-4 cái, tại vì tức là ảnh đá gãy chân. Cái tủ cũng bị sứt hết một cánh cửa. Rồi nói chung là trong nhà không còn cái đồ đạc gì nguyên vẹn, nhất là đồ chơi mấy đứa nhỏ là cái nào nó cũng móc méo hết, tại vì cãi lộ mới cô Vân là đập đồ đập đạc, điện thoại là đi coi như 5-6 cái rồi đó. Tức là đập điện thoại, không có tiền mà còn đập điện thoại nữa. Rồi bây giờ là khi mà về sống chung với nhau á, thì là những cái tật xấu gì mà từ lúc yêu nhau là con chưa thấy, rồi đến khi mà ở với nhau rồi là mới lòi tật xấu ra? Cái vấn đề mà tật xấu thì thật sự cô là từ lúc yêu nhau là đã biết rồi. Tại vì yêu nhau lâu quá, lâu người ta cứ là yêu nhau là đừng nên yêu quá lâu, tại vì cùng khi đã quá quen đó cô. Đấy. Thì người ta sẽ ví dụ tật xấu gì đâu, con nói con nghe coi. Bà nói nhiều kinh khủng, nói nhiều. Cái đầu tiên là bà, tật đầu tiên mà con đáng lên án nhất là bà là tật hay quên. Bây giờ bà cứ lấy lý do là gia đình anh ngon đẻ 2 đứa đi rồi anh thử anh nhớ. Nhưng thực sự là cái tật hay quên bà từ trước rồi cô. Bà hay quên kinh khủng. Cô có tên ông nhiều lúc á, bà mới nói anh làm cái này cho em nha. Ok, để anh làm cho. Tới lúc mình làm xong, ủa sao anh chưa làm nữa? Ủa là anh làm xong anh nộp luôn cho em rồi đó. Không, cái đó là con nói thật, là con đẻ 2 đứa với tim 4 mũi cô Vân. Con lấy cái cốc để con đi uống nước, con hứng cái ly nước con uống á. Thì đáng lẽ là hứng ở nước ở trong bình uống đúng không cô Vân? Con tính đi tráng cái ly nước thôi. Con đi ra vòi con tráng ly nước xong thì con hứng nguyên cái ly nước ở vòi. Con uống liền 4 ly mà con không nhận ra là con đang uống nước vòi luôn cô Vân. Tôi uống tới ly thứ 5 rồi mới phát hiện là mình đang đi rửa ly chứ không phải là mình đi uống nước. Có nghĩa là thực ra là cũng thời gian này cũng nhiều người rơi vào trường hợp như vậy. cũng có sau thể... khi mà đẻ xong rồi chích xong đó em ơi. Không, nó truyền lại đó rồi cô. Tức là cái level quên của bà nó quên một cách bá đạo lắm.
bà là rất, tại vì con làm về con có làm về đồ điện tử, con thích sưu tập đồ điện tử, tâm ra nhà cái nhiều nhất ở nhà con là sạc dự phòng. Nhưng mà có nói mỗi lần là mất hoài, bà buồn buồn là bà làm buồn buồn, vừa thấy em cầm đi em nhớ cầm về cho anh rất lo quá, anh là anh lo cho cái sạc, anh không anh lo cho em đi rằng ủa về sạc ôi chết em quên rồi, ủa em để đâu ta, ủa đâu rồi ta, rồi là cũng biết con mất rồi đó. Có nghĩa là quên, cái thật xấu là quên. Thực ra là cái này người ta cũng không muốn có đâu, nhưng mà đúng bây giờ là ngoài ý muốn đó con. Là cái tật con kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi con. Ờ nói nhiều cái vụ mà càm ràm đó cô. Rồi nói nhiều là xấu rồi biết rồi. Không, nó lên level tuy giờ là đỡ rồi phải không? Nhưng mà cô tin không, bà nghĩa là cái một cái gì đó nó nghĩa là vô tình con vợ con đi làm á, người ta kêu bà là một cái bể trời năng lượng, tại vì hai vợ chồng đều là và bà làm chuyên vào mảng chăm sóc khách hàng luôn á, bà gọi là dịch vụ khách hàng năng cao cấp, thì lúc nào bà cũng tỏ ra cái sự chuyên nghiệp của bà, nó thiện là lúc nào bà cũng tỏ ra năng lượng. Tên lộ cái thằng bảo vệ ông cái anh bảo vệ ở đó thôi, người ta ảnh cũng kêu là lúc nào tao thấy mày năng lượng à đó. Bởi nhưng cái vấn đề người ta đâu có biết đâu, năng lượng ở đó nhưng mà bãi rác ở đây mà. Tất cả con vô tình chung con biến thành một cái thùng rác xả cảm xúc. Còn cái gì dễ sợ hơn cái đó không? Con cảm thấy là một phần là giống như vợ con có một cái tính mà sao ta, tức là khi cô Vân thì ghi bãi đi bãi con cùng nhau vào siêu thị đi chẳng hạn đi ha, hai là tương ớt nó như nhau, nó chỉ khác mỗi cái này của này, một này của kia thôi. Anh ơi, lấy cái nào? Lấy cái này, lấy cái A đi em. Ủa sao anh không lấy cái B? Vậy thôi lấy cái B. Ủa sao anh lấy cái A? Thôi lấy hai cái được không? Anh phí tiền quá à. Đó. Ủa vậy lúc em muốn cái nào? Em muốn, em không biết em mới hỏi anh. Vậy thôi, xong rồi xong, nghĩa là bà sẽ đưa ra một cái option cho mình lựa chọn, mình con nó đầu rồi là mỗi khi bà hỏi một cái gì là đọc kiểm đầu mình nhảy số rồi. Rồi xong rồi đó. Đó, cuộc chiến bắt đầu đó. A, B, C, D nhớ y như chơi đồng vàng á. Những cái kết nó kiểu như nó hơi hụt hẫng, con kiểu như mình kiểu như làm mình, nó làm mình hơi bị mệt á. Cái tính cách con nó bị bà chọn cái một cái hoàn toàn không liên quan gì hết. Có nghĩa là chọn cái A cái B xong cuối cùng bà mua cái C, đúng không? Bị thất thường. Thất thường. Tại vì anh này là bị một cái là con nói thật luôn là một phần con lựa chọn ảnh á cô Vân, là tại vì con ở bên cạnh ảnh là con không có phải cố gồng mình trở thành một người khác. Nghĩa là những cái mà điên khùng nhất mà con có thể làm á thì con có thể diễn, có thể làm bộc lộ với anh này. Ví dụ đi ăn mà với một bạn trai khác á thì con sẽ phải gấp từng miếng. Đi ăn bún bò sẽ không bao giờ dám gọi giò heo, thì không dám gặm trước mặt người kia. Nhưng mà anh này thì con sẽ có thể ăn được tất cả mọi thứ trên đời. Rồi con cái đó là tâm trạng chung của tất cả những bà vợ đối với những ông chồng của mình. Rồi được rồi, nhưng mà rồi bây giờ hỏi con một câu cuối cùng nữa nè, là con mong vợ con thay đổi điều gì? Thực sự cái con mong vợ con thay đổi nghĩa là thực sự là kiểu như chú ý tới con hơn chút. Cái chuyện này nó hơi tế nhị của cô Vân. Có khi nào mà tự nhiên anh Tuyên đi cho nó dễ nè, tự nhiên hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha, cái bà nằm bà lướt điện thoại bà nhận bà cái bà mở nhạc Phật lên nghe không? Em kiểu ủa cái gì vậy trời, cái ủa con quay, con quay ra ủa cái gì vậy em, ủa cái gì vậy, nghĩa là tại vì thực sự luôn á là tại khi mà có hai con rồi thì cái thời gian cho nhau nó rất là hạn chế luôn á. Mình nghĩa là đã chuẩn bị ok trong hết rồi, cái tự nhiên chuẩn bị vô cái bản làm đã chờ cái tự mình vừa ôm cái con thấy trường cỡ, lúc đó mình là mình muốn thanh thoát liền con thanh thoát liền con không đúng muốn là gì nữa, không? Con đứng dậy luôn, con đứng dậy con đang đi làm luôn. Rồi cái đó là con này con mong muốn thay đổi vậy không, cái đó con vô tình hay con cố tình vậy? Không phải, tại vì thực ra là sau cái biến cố cô Vân một phần nó cũng liên quan tới cái thói xấu của bạn này, nghĩa là anh này là ảnh ở rất bẩn, ảnh đi làm một ngày trời về nha cô Vân, là mồ hôi mồ kê vậy đó. Thì đêm thì con cũng bảo là thôi thì anh đừng có nên tắm tại vì nó cũng nguy hiểm, nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo. Không, cái áo đi làm nguyên một ngày về mặc nguyên si, cái tay đi đường dính cái gì về nằm nguyên để nguyên si, mà không bao giờ nằm lên giường, chỉ thích nằm ngủ dưới đất thôi. Giờ hai đứa nhỏ nhà con nó y chang, nó bắt trước ba là nó cứ chui xuống dưới đất nó nằm. Có nghĩa là bây giờ con nói luôn đi, cái tật xấu là ở dơ. Rồi bây giờ con tật nào nữa? Rất là hay tự ái, hay giỏi lắm. Ví dụ như là mình nói
mình nói ảnh một cái vấn đề gì đó mà mình nói mé mé thôi thì ảnh không có hiểu. Ảnh không có hiểu, ảnh rất là vô tâm, không có hiểu. Nhưng mà mình mà nói thẳng á thì tự ái. Tự ái thì đôi khi con nói thật là con cảm giác là mình đã trải qua rất là nhiều chuyện và mình cũng đã vì chồng mình rất là nhiều, nên đôi khi con cũng muốn là chồng mình nhịn mình đi một chút xíu. Có thể cái câu nói của mình nó hơi nặng một chút xíu. Con cũng nhắn tin với ảnh hoài, con cũng bảo là anh ơi, cái tính em hồi giờ nó nhiều vậy rồi, cái bệnh nghề nghiệp nó nhiều rồi, hay cầm ràm là cái bệnh chung của tất cả phụ nữ rồi. Anh nhịn em đi xíu. Nhưng mà cứ mỗi lần nói là ổng dỗi. Mà nhiều khi con bị một cái tâm trạng đang rất là khó chịu trong lòng, mà ổng dỗi cái giờ con phải đi dỗi thêm, dỗ thêm ổng nữa. Con đi ra ngoài đường, con gặp một cái vấn đề gì ở ngoài đường, con nói chuyện với tất cả mọi người thì con nói bình thường lắm, nhưng mà chỉ cần chồng con gọi điện là con khóc liền. Con khóc hu hu là hôm nay con bị như vậy đó. Thế chồng con bảo là ủa tại sao em bị như thế, em không kêu anh ra. Nhưng mà con bảo là em kêu anh ra hả, mà anh ra mà mặt anh hay quạo lắm, anh hay quạo lắm, nhiều khi em còn phải giải quyết cái vấn đề cho anh á. Cái ông nhắn tin cho con chứ. Ừ, ông nhắn tin chữ ừ vậy thôi cô Vân. Xong rồi mình cũng cảm giác rất là tổn thương, vì mình nghĩ là cái lúc đó mình đang cần chồng mình ở bên cạnh. Mà chồng mình cứ chấp nhận những cái lời mà mình nói hoài, mình cảm thấy rất là buồn về cái vấn đề đó. Như vậy là có nghĩa là bây giờ con muốn chồng con á như thế nào? Như hồi nãy là con muốn chồng con là phải ở sạch. ở sạch đúng không? Rồi cái vừa rồi vừa mong muốn đó là chồng con phải chịu khó hơn, phải quan tâm hơn. Quan tâm con, rồi là con muốn chồng con cái trưởng lỗi thành mình hơn một chút, đúng không? Tha thứ hơn. Sau đúng bao nhiêu chuyện thì con muốn chồng con trưởng thành hơn. Giống như là chính xác là giống như là một cái người trụ cột của gia đình. Là em á thì em có sửa được không? Sửa được chứ. Đó. Quan trọng em có một cái quan niệm là tất cả mọi chuyện là do mình. Quan trọng là mình có muốn hay là không. Dạ. Đó. Và theo anh á, nói nãy giờ anh nghe tâm sự thì ít ra thì em cũng một lần, em ít nhất là một lần em làm ăn bị thất bại và em phải đổ nợ và vợ phải gồng gánh cho em, thậm chí cả cái chuyện bán nhà bên vợ luôn, chứ không phải là nhà chung của hai vợ chồng nha. Là vợ đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi, và mẹ vợ cũng đã thương em chấp nhận bán nhà để trả nợ cho con rể. Chính vì vậy anh nghĩ là em cũng phải trưởng thành hơn một tí, đúng nghĩa giống như vợ em nói, phải trưởng thành, làm cái gì cũng phải đắn đo, phải chín chắn hơn. Tại vì bây giờ mình thứ nhất vợ và hai con rồi, đặt trường hợp lỡ một lần nữa mình gãy nữa, hoàn cảnh rồi cuộc sống của con mình sao, vợ mình càng vất vả hơn nữa. Khổ lắm, anh nói thiệt. Bởi vậy làm cái gì cũng phải tinh tế hơn, chủ động hơn và biết nghĩ cho gia đình hơn. Thôi nói tóm lại là như thế này, cả hai đứa sẽ phải sửa chứ không phải là chỉ một mình đúng chồng rồi. Sửa đâu. Chồng thì những cái nguyện vọng của vợ là hoàn toàn chính xác luôn á. Cô chị, cho nếu mà sót mẹ đúng không, không muốn mẹ giặt đồ nhiều đúng không, bây giờ may một cái bộ mà chỉ để dùng để ngủ thôi sau khi tắm. Ok. Có thể mặc cái bộ đó 2-3 ngày được. Cứ được con về con tắm rửa xong con mặc đúng cái bộ mà chỉ dành để ngủ thôi. Nhiều khi đêm á tự nhiên con cảm thấy là sao tự nhiên mình sung mãn, mình nhớ vợ mình quá, thì lúc đó vợ con cũng sẽ đón nhận một cách mà gọi là không những tắm nha, mà xài một cái mùi nước hoa, mà nước hoa ngải cho cô, tức là nước hoa đó để sau khi vợ con sau này mà có đi đâu mà không có con ở nhà là bị ghiền cái mùi đó luôn. Con cố định cái mùi đó cho cô đi, cái đó cô nói nghiêm túc luôn đó. Rồi là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là có thể là hồi nãy vợ nói là quan tâm tới vợ một chút, rồi bên đây chồng cũng muốn là con quan tâm tới chồng một chút, đúng không? Thì hai đứa cùng quan tâm nhau đi, đúng không? Bây giờ cô nói con nghe nè, cái chuyện mà những cái gì mà ở ngoài đời á mà mình đem về rồi mình xả vô cái thùng rác này thì đúng là tội. Thực sự là tội, bởi vì đứa nào có công việc hết, đứa nào cũng có áp lực hết. Thì theo cô là như vậy nè, khi mà con phải nhớ, cả hai đứa đều phải nhớ là cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà để tụi con về, tụi con relax, để tụi con được sống thật nhất với những gì mà rõ ràng là tụi con không còn sợ cuộc đời, không còn sợ ai chơi sau lưng mình hay là làm cái gì mà không tốt đối với mình, bởi vì mình không cần thủ thế nữa, đúng không? Thì phải tạo cái cơ hội đó cho nhau, bởi vì thời gian gần nhau không có nhiều. Đứa nào đi làm suốt và tối về gặp nhau được có chút xíu, lại thêm cãi nhau cằn nhằn nữa thì có mà chết, chịu có nổi đâu, đúng không? Thì tự động khi mà con không làm cái điều đó đối với chồng con, thì cái
cái suy nghĩ như cảm xúc chồng con nó sẽ khác. Dạ. Có nghĩa là sẽ quan tâm con hơn, tại vì sẽ có nhiều cái để mà nói. Dạ. Hơn ngoài cái chuyện mà xả rác với nhau, đúng không? Dạ. Mỗi đứa sửa chút xíu đi con. Dạ. Đúng không? Đỡ gây áp lực cho nhau. Đúng rồi. Dạ. Cuộc sống dạ. sẽ thú vị hơn. Có thể gọi là buông xỏ cho mọi chuyện nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, không có gì mà phải căng thẳng với nhau cả. Sau khi mà dùng dầu thơm ngải thì cái chuyện xuất hiện một thiên thần thứ ba là trong tầm tay. Là lúc đó sẽ không còn chuẩn bị rồi cái mở nhạc không phải mở lên đó. Trong tầm tay lúc đó sẽ mở nhạc tabu. Hiểu không? Dạ. Con gái là ngừa phi được. Hiểu không? Dạ. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha.